Điểm mặt những màn cà khịa bằng quảng cáo ngoài trời hay nhất Việt Nam. Thứ nhất, Milo và Ovaltine. Màn đối đầu nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng chắc chắn phải kể đến hai ông lớn là Milo và Ovaltine khi các màn đáp trả trên billboard quảng cáo ngay tại ngã tư quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi Milo treo tấm biển billboard với slogan "Nhà vô địch làm từ Milo", thì ngay lập tức Ovaltine đã đáp trả không thể gay gắt hơn khi chèo lái câu chuyện. Chẳng cần nhà vô địch, chỉ cần con thích. Kẻ châm lửa Ovaltine dường như là thắng lớn trong chiến dịch lần này khi nhanh chóng thu về những phản hồi tích cực và được khen ngợi độ sáng tạo. Kết thúc câu chuyện này bằng việc Milo thay thế bằng nội dung khác trên biển quảng cáo. Chỉ sau 20 ngày đăng tải album "Chẳng cần vô địch, chỉ cần con thích" của Ovaltine đã cán mốc hơn 60.000 lượt yêu thích và hơn 4.000 lượt chia sẻ. Thứ hai, Benmin và Gojek. Những billboard quảng cáo hình ảnh đại diện của chúng thành "Em ăn gì, anh đặt vé men giao" tại ngã 6 Cộng Hòa Lý Thái Tổ sẽ rất bình thường cho tới khi Gojek phản đòn với thông điệp "Ăn gì cũng được, Gojek giao là được" kèm theo hình ảnh của Harry Won ngay phía đối diện. Thứ ba, trà sữa Matcha và đậu má mít. Đậu má mít dẫn đầu với slogan "Uống trà sữa hoài không sợ mập hả" và màn đáp trả của Matcha rằng "Mập thì chưa chắc, nhưng mà chắc chắn ngon nha". Cú bắt tay thông minh của thương hiệu trà sữa Matcha và đậu má mít đã nhanh chóng thu về 70.000 lượt reaction, 8.3.000 lượt bình luận cùng 1.4.000 lượt chia sẻ.